đồ của Tây nhá, nó mang lên cho mình ăn có cái gì đâu, có cái mấy cái tí tương ớt mà nó phải thành hình thì cũng chắc, xong với cái rau sấp lên này, xong cái đĩa rau ấy 120 nghìn, mà nhà mình là rau nguyên một đĩa to này 40-50, mà nó vạch cái này, vạch cái này, ở giữa có hai cái viên gì đấy mà nó bảo 200 nghìn. Thế mà dân Việt Nam không có ngọt lắm, lúc trả tiền thì còn bóp thêm đấy. Mua cái gì ạ? À? Cảm xúc. Wow. Hôm nay anh vừa đi ăn ở quán Tây về. Quán ấy là chỉ có đẳng cấp mới được ăn thôi. Người về dồn trong đấy rất rõ là 2 triệu với có quyền bước chân ở cái quán ấy. Em thấy anh cũng kinh rồi. Người ta mua cái đấy thế mà mua cái gì kinh không?